trên tinh thần ra. Thuốc luôn. Vậy đâu sao, đầm mẹ ngủ dữ quá. Ăn no ngủ kỹ. Thứ sáu mà ngủ cái gì mà ngủ tới ngày thứ bảy luôn. Ngủ lấy sức này nhậu với cuối tuần này mày có sức. Dạ. Dạ. Mời cả nhà. Ốc 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 tôm tôm mực mực. Hai anh Thoan mượn áo màu purple. Always purple. Always purple. Viking hả? Viking. Mày cho đen mà mày nghe một cậu ngày sớm đấy, thứ năm mới gây rồi. Ôi, nhớ mọt điện. Chị ai nhớ bác thì là thứ sáu. Thứ sáu là người ta, thứ sáu là ngày là ngày thần thánh của người ta mà kêu đi làm. Từng này tính nghỉ 3 ngày mà thấy kỳ quá, làm trái lương tâm quá. Ờ, tối nay bà nghỉ 3 ngày mà trái lương tâm quá. Bỏ vô rồi đi. Hả? Bỏ vô rồi nào? Chưa lấy một dao mới bỏ vô. Kỳ quá, nó dai không á, mà mày. Xả hết. Cái gì cũng phải đảo được cho nó. Wow, what up bro? Thumbs up man, come on, xuống đây nhậu. Uống chai bia của em. Cái sofa luôn ta. Tối ngủ đây hay gì mua sofa ghê hả? Phấn khởi hả? Tuần trước có rồi mà. Happy Friday. Happy Friday. Mà tính gọi chú Phi mà nhớ là chưa về. Anh đi 10 ngày luôn mà, phải không? Dạ. Chắc thứ 3, thứ 4 về thì. Tại vì hôm đi hôm Chủ nhật mà, đúng không? Dạ, Chủ nhật. Này, ngon rồi. Này, cũng ngon. Để con mực đại thiên này. Đồng gì nó hơi mặn thật. Việt Nam mấy ngày thấy là thấy ốm ta. Vợ ơi. Ốm thấy mà ảo vô. Giờ thì nó mấy ngày thấy ốm. Không ai nấu mì ăn hết ốm. Có con gái thích khe rồi, thích con gái thích khe cho rồi. Ốm rồi. Dạ Việt Nam ốm bằng áo vô thôi. Về. Ốm quá. Áo như chè bụng đi. Tôi chỉ bỏ đường cái này, bỏ đi nước mắm vô rồi. Được hết á. Hai trái dữ vậy. Tham dữ ăn thứ hai cái chén dữ vậy. Mực tiếp đi. Ngon. Ngon đi chứ rồi. Không ngon được. Giòn. Không dai. Cái này ăn nó giòn á. Ừ. Cô Mai ngon kìa. Cái thằng này nhúng nhúng mẹ ngon này. À. Thằng này nhúng nấu mẹ ngon. Mà phải biết cách luộc, biết cách luộc là dai á. Không chỉ đâu. Biết
Lúc đi đi đốt nhang giấy rồi ra quan mà kia. vợ đang ở đây. Vợ nhắn ở đâu này? Ông đang ở đâu? Đâu đâu. 7 giờ là biết liền gì. Con tụt của mai còn có giòn. Giòn. Nãy chút tí nữa là lúc đấy giờ sớm được à. Bắt hòa gấp hơi lâu nó giờ giòn. Nó hơi dài. Cũng ok mà. Nó thường. Dài nó thường. Chứ sao con mai còn nó giòn như vậy mà. Ở anh hai. Hỏi anh hai biết ai biết. Ba có nói không? Bà ăn cuốn trên đấy đi. Ăn cuốn cá trên đấy đi. Nhà thì tối quá em tưởng là nhà thì xem tiền. Tối đó hả? Ở trên lầu mà. Giờ chút xíu nữa anh Hiệp nấu được con cá chương trình rồi đó. Còn bơi với hồ. Hôm nay lạnh quá hả? Hôm nay lạnh. Xuống lẹ quá. Thế thế nào? Thôi việc nào cũng hiểu đó. Rồi, vô cái đi, Happy Friday đi. Vậy phấn khởi vậy nó rồi, ba đem mà buồn quá. Nãy giờ... Tiền này hơi bị kín đáo nè. Cầm cuộn. Tiền này hơi bị kín đáo đó. Đi chơi hết rồi, không gặp kín đáo. Đâu, tuần nào nó cũng mở mang vậy nhưng mà... Mở mang vậy. Nhưng mà luôn là sống nó mạnh. Sao không mạnh? Cái đài của em bắt lúc nào cũng lộn. Vậy mà đồ vua của đánh tê. Nhưng mà bắt được không? Bắt được chí xuyên à? Bắt được. Đây, phải mạnh. Góc nặng mà phải bắt được. Đúng rồi, 28. Đúng rồi. Em làm bộ xịn luôn. Vô bé. Dạ. Cờ kiểu em cờ có 14 giờ. Happy Friday. 45 phút hả Gian? Gần. Em chạy có 7 phút rồi. Tháng chắc đổ xăng rồi. Má mày đóng thuế chết mẹ luôn đấy. Mới đóng thuế chết mẹ luôn. Mới hôm nay luôn. Đóng 4.000 buồn. Mất tiền, mất tiền. Nhược, 8 mấy ngàn. 4 ngàn còn lấy hết rồi. Hai đứa mà rồi. Mùi thang nó lấy hết rồi. Mẹ tiền đó. Mẹ tiền đó. Cho nên là hôm nay tụi em tính đi ra ăn mà thấy trả tiền nhiều quá cho nên tụi ra ăn free. Nó làm lương của đó mà nó đóng có 4 ngàn. Mình làm lương của mình. Đó. Làm lương là em mới làm. Làm chuyện. Bữa năm là làm full làm tiền là full time. Năm này mình đóng nhiều hơn. Năm này chắc cũng đã đóng tới 7 ngàn. Ơi đi đâu á? Có Ngọc thì có đông người hơn thôi. Bệnh rồi nhá. Ai cũng bệnh rồi. Em đi bớt thì bán hàng nhé. Thảo Du. Ông khoác ông. Ok, chị Hải muốn mang cái đây hả? Ok đi. Cái này ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, chị lấy cho nha. Thảo Du à. Cái này là cái của em nè. Happy birthday. Hai đang ăn. Giờ mẹ mở mà để rồi. Cắn to chứ. Cắn to. Đang cắn to. Giờ nó đâu? Ai cũng giỡn cho nổi rồi. Dạ bà bót. Nó đầu ngủ coi xuống đâu. Bây giờ nó phải xuống ấy. Giờ nó ngồi trên đây không ạ? Nó có gì? Có thằng thoát ra. Thấy má nó về nó đi chào ấy. Nó như hình mỏng. Thấy má nó về, con má nó hổ dớ đâu, bà chẳng biết được đâu trả lời. Đúng là đẻ đứa con mà đúng là không cho bà đi đâu được. Phải con ống đầu tiên chính cho tất cả. Ok, để toàn. Hello. Chị bán đây với chị Hân. Mày cho bà ăn kìa. Bà hay. Bây giờ là bà rồi. Đấy giờ chưa? Đúng là 9 giờ rồi, bà mới ăn. Cái mặt của nó. Không chia được không? Thấy không? Ừ. Đó không phải là dễ đâu. Cách ly rồi đó. Ở trên lầu thế này đang sẵn rồi mà không chịu bưng xuống đây nữa. Bà ra nữa, đổi thường mấy ông dậu này nữa. Cái đấy là gọi là cách ly mà 100% rồi đó mà chưa nổi. Cầm cách ly, cầm dính dính. Ở trên thì nào dưới nào là nào 100% rồi đó.
sợ mấy bà lạnh cho mấy bà ở trên đấy. Không chịu à? Em như tụi nào cũng ngồi trên đấy. À, người ta làm hai mâm, mâm cái lầu đàng hoàng với cho mấy bà. Hôm nay đợi ông này chờ làng, hôm nay tôi nói ông nha. Nhưng mà nó cứ mà đi đi là sao giờ? Nó cứ bắt ban đầu nó đi đi đi. Nó có đòi đi đi không? Thế là ông đòi đi đi thì có. Đi không? Đi không? Nó đi không? Đi. Đi không? Đi không? Ông bà ngoại nó còn biết à chứ. Mà ở đấy có một tuần mà. Ờ nó biết nhỉ. 6 là nó mà vác cặp nó đi đi. Đi á cha. Easter. Xong bên kia đây cho người ta quay phim cho mấy chị em mày. Đúng rồi. Nên phim nên đấy cho em mấy chị em mày. Nên sống những lúc mà xinh gái thì quay sẽ toàn là quay những cái lúc mà. Mày, chân thật không như quay người ta quay chân thật. Ai mà quay cái quay cái nít chân thật. Mời các bạn em. Đây là vậy đó. Lúc mà có quay phim cái cắn nhỏ xíu à, cắn từ từ lắm mà tắt má đi cho nguyên cục vô miệng. Đâu, ba đây. Đây cho thêm cái nữa này. Dớt rồi. Để mẹ đầm mẹ nó chửi nó để chửi bây giờ. Sau thì nó chửi bây giờ. Đã trong phố rồi mà cai thuế lỗ mà cũng phải lôi đầu xuống đây ăn free. Cái mặt quê. Ngày nào mà đẻ nè. Cái mà coi tháng 2, tháng 3 mà em nhắn tin là ai kêu tôi đó nè. Là biết cai thuế lỗ rồi. Thằng nó đi Nhật hả? Chuyện nào đi Nhật? Đủ. Adu. À đó em mua kiếm samurai đi. Adu. Đây, nhớ mua Shui. Shui. Shui Nhật. Nhớ tôi mua cho tôi cảnh hoa đào nha. Cảnh hoa đào. Bà đã hỏi ai là anh yêu. Giỏi luôn cái con giọt đấy mà hả thua. Sao? Nào. À, chúng ta cứ uống với cái con ngọt được ấy. Đâu cái này, ok mà cái này. Mấy anh em mình sao uống được chứ bà ấy. Này bóng đồ. Đúng rồi, dám uống này. Uống được không? Đâu cái này uống rồi nó say, nó say ghê. Thôi dám uống không? Mà mốt đi nhậu, mốt kêu rằng đi theo thử đồ trước. Không. Mẹ gì mà chưa thử, chưa đang thử chưa? Không, chỉ đang thử. Tôi có ý thức, đang không có say. Nghiêu đang thử. Hay. Anh cũng khoái dùng ngọt lắm mà thua mày nè. Ồ, chắc lúc mà mình ở sân bay Nhật mà đi về á, chắc mua chai rượu sake. Ờ, sake. Ồ, sake à? Dạ, chắc phải đi sake khi Nhật. Đi mấy tuần? Đi 2 tuần. 2 tuần, chơi tháng đi 2 tuần. Mẹ tiền nữa. Mẹ tiền. Mẹ tiền của người ta. Ví dụ như là 4,000 đó mà không đóng ra là đi thêm nữa nè. Tháng mấy đi? Tháng 4 đi hả? Ừ. 17 tháng 4 có canh. Qua bán kiếm cá tuna hả? No, con sunfish. Con gì sunfish á? Chắc đi vô ăn con cá mà. Con cá mà nó độc mà nó. Cá nóc hả? Cá nóc á, cá mà nó chắc. Nó chắc chắc. Mấy con đó mà nó làm, nó ăn, mình ăn vừa đúng á. Nó làm tê. Ủa thì sao kê với ngon hả? Mà làm chọc cái là chết được. Thôi bỏ cái ăn hát đi. Mày ẩu nữa. Trời ơi, nói câu thì đang nói ngon như hiệu cả rồi. Nó chết nó lùa rồi. Bác giới nữa nói câu nó gì. Bây giờ mà bán hàng nữa. Anh đang bảo anh ca nói mà. Ngày mai à, ngày mai anh gọi em. Thích là sao kê, tự nhiên nói chết mấy. Nó uống rượu ra chết rồi. Không có rượu chữ. Nó chữa bệnh. Vui. Lâu rồi cũng thấy gia đình nhà chị Thảo. Vô. Chị Thảo. Vô. Thảo. Vô. 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 Happy birthday bà Thảo. Happy birthday bà Thảo nha. Vô. Vô. Happy birthday Eugene. Tuần vừa rồi là cô ai. Bye bà Hải. Bye bà Hải. Ê, ba cả nhà nha. Bye bye. Không, mình đang đi làm. See you. Next week. Oh, next tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.
tomorrow đi, mai đi. Thôi, mai rồi. Để em nghỉ, mai rồi. Bye cả nhà. Đi làm hết. Trong những phát. Vua cậu bạn đến Thượng Hải. Đến Thượng Hải. Năm tứ bên kia bệnh à? Bên năm tứ bệnh rồi. Ba bé. Chắc thiếu bài bệnh. Bye. Chú Xuyên bữa giờ sao rồi?